Ôi chào các bạn thân mến. Các bạn thấy đây nè, tại cái trường của mình á, mà các bạn thấy buổi tối mà sao mây bay bản lãng giống hệt như ở Đà Lạt, giống hệt như ở Sa Pa luôn nè. Cái này giống như là đi săn mây vậy nè, mà đâu có cần đi đâu đâu, ở tại chỗ vậy đây là săn mây được luôn nè. Các bạn thấy mây bay coi nè. Ôi ôi, hồi nào giờ rất là hiếm có cái này, cảnh này luôn các bạn. Sao tối gì đây nè, bạn thấy bay quá trời luôn rồi coi nè. Ôi ôi mây coi nè. Các bạn biết bây giờ là chuyển mưa đen thui luôn, rất là tối luôn mà cái cảnh mây bay coi nè, chậm bên đây các bạn, giống hệt như là mình đi Sa Pa để mình săn mây. Đây nè các bạn thấy coi nè. Ôi ôi mây bay mây rất là gần luôn, gần dữ lắm, gần luôn nè các bạn. Đây kìa các bạn thấy coi nè, đẹp, mây đẹp không thể tưởng nổi. Đây để cho mình cho các bạn thấy nè, đây trăng nè, trăng sáng luôn, trăng rất là rõ luôn nè. Nhưng mà đặc biệt nha, mây bay của nè các bạn ơi, các bạn có thấy không? Đây ôi ôi mây bay y chang như là ở Sa Pa luôn đó các bạn, không có khác ở Sa Pa miếng nào luôn, thấp dữ lắm, thấp luôn nè. Cái tầng này là tầng rất là thấp rồi nè, khỏi cái máy tôn ở trường mình có chút xíu là mây bay đây nè. Quá trời đẹp, quá trời lạ, phải nói là rất là lạ luôn. Nó trời chớp đó các bạn, trời chớp đó mà mây bay nè. Khỏi cần đi săn mây nha, bạn nào mà có dịp mà nhìn thấy ở trên trời gì đây là các bạn thấy là khỏi phải đi đâu săn mây hết, mà tại chỗ đây luôn. Đó, cái tiết trời rất là lạnh luôn nha, giống như Đà Lạt vậy đó. Hồi ôi mây có kìa, lạ thiệt luôn, mây bay la đà y như Đà Lạt hồi nào giờ mình mới thấy ở miền Tây luôn nè các bạn, mới thấy ở miền Tây mà như thế này nè. Đó các bạn thấy không, nó mây sát khỏi cái mái tôn ở trường của mình chút xíu là các bạn thấy nè. Trời ơi quá chừng đây nè, có mấy cô đánh banh bóng chuyền hơi ở trường của mình buổi tối, các bạn thấy sáng trưng rất là đẹp luôn nè, các bạn thấy không. Ôi ôi ngôi trường mới đạt xanh sạch đẹp, mới đạt xanh sạch đẹp trường đây. Đó là đánh banh thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, ta nên luyện tập. Thôi nhìn cái cảnh mây cái nữa nha các bạn, đó mây bay nè, mây bay gió bay ha, anh ước em là cánh diều ha. Ôi ôi hồi nào tới giờ mình mới thấy cảnh này luôn đó, mây thấp là đà mà bay coi nè, y như là ở Sa Pa Đà Lạt, hoặc là ở Đà Lạt hoặc ở Sa Pa. Đó mà ngộ có cái nha, các bạn thấy là trời đang chớp ha, mây bay nè rất là nhanh luôn, cái tốc độ mây bay rất là nhanh. Nhưng ở bên trên này là các bạn thấy nè, trăng rất là sáng vằng vặc luôn, sáng vằng vặc luôn, thật là ngộ luôn á các bạn. Hồi nào giờ mình mới thấy luôn đó, đây nè, trời ơi nó đẹp. Ngôi trường rất là khang trang, đó là trường Võ Thị Sáu, các bạn thấy không. Rồi thôi bữa nay mình quay về đây cho các bạn thấy gì đây là được rồi ha. Chúc các bạn vui khỏe an lành, chào tạm biệt.